Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ trường kỷ và một tủ thờ ông địa, đồ gốm đồ đồng để giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đây là mã số 1B đầu tiên, đó chính là một cái đỉnh sông Tràm. Đó, xe này là xe nhỏ nhau cho chị mình ha. Đó, đỉnh này thì rất là đẹp. Chất liệu là em bao cho cô chú chị mình luôn là đồng quế nha. Đồng này là của quế sản xuất ra. Hàng này là em bao 100% là đồng quế cho cô chú chị mình luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một giờ dòng nha. Đó, tích của nó tức là nho sóc, rất là đẹp. Chiều cao của nó luôn là chính xác là 3 tấc 7 nha cô chú chị mình ha. Đó, 3 tấc 7. Đây là lòng trong của cái đỉnh đồng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, cái nắp ở trên. Thì giờ em sẽ đo ngang cái đỉnh này được coi. Miệng là 2 tấc 2. Đó, còn phủ bì ra là 3 tấc 4 nha cô chú chị mình ha. Đó, phủ bì ra phía ngoài là 3 tấc 4. Rất là đẹp luôn. Hàng thì em bao là 100% là zin nha, không có bị chấp giá nối giá đồng chỗ nào hết. Đó, zin 100% rất là đẹp. Đó, đỉnh đồng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Từ trên xuống dưới, đế dưới nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, cái này là em bao cả đánh bóng cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, rồi bây giờ mình bỏ qua mình nghiêng coi thử cái đế dưới cho cô chú chị mình xem thử cái đế dưới nha. Đó, đế thì rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Còn đây là cái đế dưới này đây. Đó. Đây nè, bỏ qua đó để mình cân thử cái nó là bao nhiêu ký nha. Đó, tổng thể của cái đỉnh đồng này thử cái là nó bao nhiêu kilo. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, rồi bây giờ mình để cái nắp lên luôn. Đó, từ nguyên một bộ này. Bộ này là 9 ký nha cô chú chị mình ha. Đó, bộ này là 9 kg. Em giao lưu của chú chị mình luôn giá là 8,5 triệu. 8,5 triệu em bao phí ship cho chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó. Mã số 2 đó chính là một cây kèn. Đó, kèn này kèn tây cho chú chị mình ha. Đó, tỷ lệ gin của nó thì khoảng được 90%. Đó, vẫn còn có thể là xài được nha. Đây là nhãn hiệu nằm phía trên này của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, nhãn hiệu Loro thì nằm trên đây. Đó, chuẩn đồ và bao đẹp, chất liệu là bằng đồng. Đó. Đây, rồi giờ em sẽ đo chiều dài của cái kèn này là 50. Miệng kèn á là 1 tấc 2. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đó, kiểu dáng của nó thì nó cũng vẫn còn nguyên zin, cái lữ rà này thì đa số thì không sẽ không còn. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em. Đó. Kèn này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn giá là 900.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 900. Mã số 3 đó chính là một bộ tách trà. Đó, một bình 6 ly. Đường kính là 1 tấc 8, dĩa đó nha. Đây, còn ly này thì là 5 phân. Chiều cao là 4 phân cho chúng mình ha. Đó, rất là đẹp của chúng mình xem giùm em nha. Dưới đây thì nó có một lò. Đồ này là đồ tàu xưa nha. Đó, thập niên khoảng tầm khoảng 90 đổ lại thôi. Đó, bình trà này thì được nửa lít cho chúng mình ha. Đó, mình có thể pha được nửa lít trà. Đây, rất là đẹp. Đó, kèm thêm một cái dĩa của nó luôn. Cái tích của cái bộ này là tùng hạt cho chúng mình ha. Một bộ như vậy là giá 700.000. Em bao phí ship toàn quốc cho chúng mình luôn. Đó. Mã số 4 đó chính là một cái quay bò của Đức, hai nồi. Đây, cũng như mình xem giùm em nha. Đó, một vòng đi rồi em sẽ đo thông số cho chị mình đều biết luôn. Cao nhất tới dưới đất luôn là 2 tấc 1 nha. Bề dài, bề ngang dài nhất của nó luôn là 4 tấc 7. Chiều sâu vô là 1 tấc 3. Chuẩn đồ của Đức xưa nha chị mình ha, 5 gông. Đó, quả lắc thì rất là đẹp luôn. Này là em bao vệ sinh cho cô chú chị mình luôn và chùi dầu nha, xài thoải mái vô tư. Nhãn hiệu thì nằm ở dưới này, cô chú chị mình thấy như logo vẫn còn. Đó, gỗ này thì thùng này thì gỗ sồi của nước ngoài. Đó. Nói chung là em bao xài thì cô chú chị mình khỏi lo. Đó, cô chú chị có nhu cầu thì em sẽ liên hệ Zalo nha. Đó, cho em test âm thanh cho cô chú chị mình luôn. Đó, mặt này là mặt số nổi, đó không có kiến nha. Đó. Mã số 4, cái đồng hồ này thì em giao lưu của chú chị mình luôn có giá là 2.900.000, bao phí ship toàn quốc của chú chị mình luôn nha, 2.900.000. Mã số 5 đó chính là chim chỉ qua mẫu đơn, tô son dễ dàng, rất là đẹp. Chiều cao là 6 tấc 8, đường kính miệng là 1 tấc 8 nha. Chu vi bình lớn nhất là 100. Đó, tô son dễ dàng, hàng bao đẹp của chú chị mình luôn từ trên xuống dưới. Xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp. Đó, mã số 5. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, cái tích của nó thì rất là đẹp. Cái này nó vô được một cặp.
Đó, cặp này thì rất là già đồ. Đó, nói chung là trung bình đồ chứ không phải là già nha, em xin lỗi. Đó, thập niên khoảng cỡ chừng 90. Đó, trở lại đây thôi. Đó, đế dưới của chú chị xem giùm em cái đế dưới nha. Đó, vẫn có bọc lò phía dưới luôn. Đó, cặp này thì em giao lưu là 3.400.000, 3.400.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình ha. Đó, mã số 6 đó chính là một bức tranh Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Chiều cao là 86 chính xác nha. Bề ngang là 4 tấc 6. Đó, khung này là khung gỗ. Đó, bình thường thôi. Đó, còn tranh đá tàu xưa thì thập niên 90, đá là nguyên zin 100%, không có bị mờ nứt nẻ hay là bị bể mẻ chỗ nào hết. Đá thì dày 5 ly. Đó, tích của nó là Tam Đa Phúc Lộc Thọ, của chú chị mình xem giùm em một vòng. Từ trên xuống dưới rất là đẹp. Hàng này thì em bao của chú chị mình chuẩn đồ dễ tay, bao đẹp. Đó, đây là mặt sau của bức tranh. Đó, tức là nó kèm thêm một tấm dán ép để cho nó định hình bức tranh, là cho nó khỏi sụp sịch cho chị mình ha. Đó, nhiều khi cây nó bị nhót. Đó, bức này thì em giao lưu là 1.900.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. 1.900.000. Mã số 7 đó chính là một bức tranh Bát Mã Thành Công. Khung này là khung mũ mới nha. Khung này khung mũ mới giống như mình ha. Cao là 7 tấc 2. Đó, chiều dài là 1m2, chiều dài là 1m2, cao là 7 tấc 2. Đó. Bức này cái tích của nó tức là Bát Mã giống như mình ha, rất là đẹp. Đó, cũng là tranh đá tàu xưa, khung này là khung mới. Đó, cái khung này là khung làm mới nha, khung giống như mình ha. Đó, tranh thì tranh đá tàu xưa thập niên 90 thôi, nó cũng không có già đồ gì mấy. Đó, như mình xem giùm em nha. Nhưng mà nội mà thủ công nó làm rất là tinh vi, rất là đẹp. Những con mắt ngựa, những con tuấn mã nó rất là hồn nha như mình ha. Đó, mã số 7. Đây là mặt sau của chú, như mình xem giùm em cái mặt sau nha. Mặt sau thì nguyên một tấm dán ép, nó cũng đã kèm định hình lại bức tranh. Đó, chứ đã vô khung thì nó rất là cứng cáp nha. Đây, mã số 7, bức này thì em giao lưu cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, cũng có giá là 2.900.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 2.900.000. Mã số 8 đó chính là một bức tranh, đó, tranh đá, cũng là tàu xưa luôn. Bức này thì em giao lưu cô chú anh chị mình cũng giá rất là mềm. Đó, tức là sơn thủy dễ tay. Đó, kích cỡ thì cao là 7 tấc 2, dài là 1m2. Đó, mã số 8. Cô chú anh chị mình xem những bài thơ trên bức tranh đá này thì em có thể dịch ra cho chú chị mình vẫn được nha. Em sẽ nhờ người dịch ra giùm. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em rất là đẹp. Đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, đảo giùm em một vòng ha. Đó, không chê được chỗ nào hết. Sơn thủy dễ tay. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em là đã từng nét nhẹ, vẽ núi non cây. Đó, rất là nhìn rất là hồn cho chị mình ha. Đó, rồi bây giờ mình dây lại cái mặt sau cho chị mình thấy được những cái nét đẹp của kèm miếng đá này vô, tức là một miếng dán ép nha. Đó, đây, bức này thì em cũng giao lưu là 2.900.000, em bao phí ship cho chú chị mình là toàn quốc nha. 2.900.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Mã số 9 đó chính là một cặp đôn. Đó, đun chạm gõ đỏ. Chất liệu gỗ là bằng gõ đỏ cho chị mình ha. Chiều cao là 8 tấc 2, mặt đôn là 3 tấc. Đó, chu vi 4 cạnh nhập lại là 122. Đó, mã số 9, đôn 2 thớt gõ đỏ. Hàng là em bao nguyên zin 100%, không có bị mối mọt nha. Đó, của chúng chị mình xem từ trên xuống dưới giùm em một vòng. Đó, dân cây thì nói chung là trung bình đẹp thôi. Đó, chứ không có mờ được đỉnh nha. Đó. Cây này thì cũng không có già hung, nhưng mà nó cũng được vài chục năm tuổi thôi. Đó, con chú mình xem giùm em ha, từ trên xuống dưới. Đó, những cái đồn rất là đẹp. Đó, cặp này thì cũng khá là đẹp cho anh chị mình ha. Giá em giao lưu của chú chị mình luôn có giá là 4.000.000 một cặp, bao phí ship toàn quốc nha. 4.000.000 một cặp, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, đây, dẹp đi đây. Mã số 10 đó chính là một cái dĩa nha. Tại vì dĩa này em không có bỏ lên bàn quay được, cô chú chị mình cứ xem giùm em. Đó, có gì thì em sẽ chụp hình gửi Zalo cho chú chị mình thêm nha.
chiều cao của dĩa này là 8 tấc. Đó. Nói chung là em đo ngang như vậy là 8 tấc cho huynh chị mình ha. Đó, sơn thủy dĩa tai trắng xanh. Đó, dĩa rất là dày. Từ cái đế dĩa cho đến miệng dĩa là khoảng cỡ 8 phân. Độ sâu là 8 phân nha. Còn độ dày này là khoảng cỡ 1 phân. Còn cái đế này là độ dày của cái đế này là 2 phân. Đó, một cái dĩa như vậy là một người bưng là quần tay. Tích của nó là tùng. Đó, tùng bách cho chúng mình ha. Đó, rất là đẹp. Một cái dĩa chanh đá tàu xưa, hoa văn họa tiết dĩa tay. Đó, hàng này là bao chuẩn đồ cho cô chú chị mình luôn. Đó, để mình dây ra đằng sau đi chú chị mình thấy ha. Đó, quay ra phía sau. Cái kệ này là kệ mới em để nha. Em làm cái kệ mới để cho cô chú chị mình thấy cho nó rất là đẹp. Đó, khi em giao lưu em cũng tặng luôn cái kệ cho cô chú chị mình luôn. Mình để cái dĩa nha. Đó, mã số 10. Đó, một bức một cái dĩa đá tàu xưa rất là đẹp luôn. Em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 3,5 triệu. Mã số 10, 3,5 triệu bao phí ship của chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Rất là nặng. Mã số 11, cái dĩa này thì nó sẽ lớn hơn. Đó, kích cỡ nó sẽ lớn hơn luôn nha chú chị mình ha. Dĩa nó rất là đẹp hơn rất là nhiều. Chiều cao là 99. Đó, gần 1 mét nha. Một ly nó là 1 mét thôi. 99 nha chú chị mình ha. Đó, nếu em đo ngang như vậy là 99. Nhưng mà người ta lấy số đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Độ sâu của nó cũng khoảng cỡ 8 phân. Cái dĩa này là hai người ginh không nổi cho như mình ha. Đó, hai người ginh là phải quằn tay. Đó, kệ để thì nó rất là đẹp. Đó, độ sâu từ cái miệng của cái dĩa và tới đế luôn là tầm khoảng cỡ 8 phân đến 9 phân. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một dòng dĩa đá tàu xưa, hàng dễ tay, bao đẹp của chú chị mình luôn. Mã số 11B. Đó, của chú chị mình xem cho em một dòng. Cũng có tích là tùng hạt. À, tùng bách nha. Đó, sơn thủy tùng bách thì nó rất là đẹp. Của chú chị mình thấy giùm em. Đó, bức này thì không chê được chỗ nào hết. Nguyên một bức tranh đá tàu xưa, hàng chuẩn bao đẹp, không có bị rạn nứt mẻ chỗ nào hết nha. Bức này thì em giao lưu của chú chị mình luôn. Mã số 11B, có giá là 5,700,000, 5,7 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, khi cô chú chị mình về cứ khui hàng ra chuẩn đồ, không bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết thì cô chú chị mình nhận hàng giùm em nha. Đó, mã số 11B có giá là 5,700,000 bao phí ship cho cô chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Mã số 11B, một cái dĩa đá tàu xưa. Đó, rồi bây giờ em tới một cái tủ thờ ông địa Cẩm Lai cẩn ba mặt. Ốc thì em bao của chú chị mình luôn là vàng chanh đỏ lửa, bao đẹp. Ốc là không chê được chỗ nào hết. Đó, bề ngang lớn nhất của nó luôn là 7,5 tấc. 7,5 tấc là lớn nhất như chú mình ha. Chiều cao cho đến đỉnh luôn là 1,05 m cao nhất nha. Đó, chiều sâu vô lớn nhất luôn là 6 tấc. Đó, chân là bá huệ tôn. Tủ thờ ông địa ba mặt đều là cẩm lai. Lọt cái khung trong này là khung gõ thôi nha. Đó, dưới vách lưng là gõ thôi. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Ốc thì em bao vàng chanh đỏ lửa, không có bị mối mọt xâm hại bất cứ chỗ nào. Đó, hàng là nguyên zin 100%. Đó, cô chú chị mình xem giùm em cái tủ thờ cẩm lai. Đó, từ trong ra ngoài. Đó, đằng trước thì cẩn cổ đồ cho cô chú mình ha. Đó, nho cổ đồ trái cây rất là đẹp. Đó, chân là bá huệ tôn hai thớt. Hàng cẩm thì của chú chị mình nhìn dân cây cẩm Việt của mình thì nó rất là đẹp. Đó, lọt cũng như là vô hàng hiếm như chú mình ha. Đó, tủ thờ ông địa mà cẩm lai nó sắc sảo như vậy thì không có chê được chỗ nào hết. Cô chú chị mình xem giùm em một vòng từ trên xuống dưới. Đó, mình có thể mình thay cái tủ thờ ông địa hoặc là mình về nhà mới. Đó, mình đưa cái tủ thờ ông địa này vô thì rất là sang đẹp nha cô chú mình ha. Ốc lệm bao vàng chanh đỏ lửa, không có ốc nào mà không đỏ lửa thì của chú chị mình. Đó, cứ khỏi nhận hàng. Hàng này là hàng em bao rồi, cũng như mình khỏi sợ, khỏi lo nha. Đó, mặt dưới này là nó lộng vô là miếng gõ đỏ nha. Còn cái dìm này là cẩm nó cũng như mình ha. Mua bán có sao nói vậy. Ba mặt cẩm. Nói chung là vàng chân này là mặt, mặt này là cẩm hết. Mặt bên hông này cũng là cẩm luôn. Ba mặt cẩm hết nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng. Nhìn dân cây cẩm thì cô chú chị mình rất là mê. Dân cây nó rất là tự nhiên. Đó, hàng này thì em bao là không có mối mọt luôn. Đó là nguyên zin 100%.
Đó, nhìn nó rất là lịch sự nha, mà rất là đẹp luôn. Đó, độ dày của cái diềm trên đây là 3 phân. Đó, đây là liền một cái luôn nha, chân là báo quỳ tôn. Chú chị mình xem giùm em, rất là đẹp. Đó, rồi bây giờ mình quay qua bên hông, giống như mình chiêm ngưỡng được cái bên hai bên hông nha. Đó, ốc thì cẩn rất là trung bình, rất là đều. Đó, rất là tơ tóc, cẩn rất là nhuyễn luôn. Đó, những ốc nhuyễn thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Đó, dân cây cẩm thì cô chú chị mình xem từ trên xuống dưới giùm em ha. Đó, có nhiều cái thì nó hơi đen luôn. Đó, nó lên nước nó sẽ đen. Đó, nó rất là đẹp, rất là già đồ. Đó, nhưng thấy nhìn cái độ dân cây này là em bao là nè. Cái này là hàng này là dân cây tự nhiên chứ không phải là dẻ nha. Đó, ở dưới thì vàng chân thì nó rất là cẩn, rất là đều. Cô chú chị mình thấy không, không có một miếng lỗi lầm nào luôn. Đó, tại vì thủ công tay nha của chú mình ha. Đó là mặt sau. Mặt sau này có thể là hương hoặc là gõ nha của chú mình ha. Nó chỉ có một miếng sau lưng này thôi. Đó, thường thường thì đa số đồ hồi xưa thì nó không có mà ít có khi nào mà cẩm nguyên con. Một là mặt lưng là gõ. Đó, hai là giả tỷ như hương. Đó, trừ khi nào mà hàng cẩm luôn thì phải đặt. Đó, do chủ nhà đặt từ trong tiệm đặt ra luôn, đặt ra tự làm luôn. Đó. Đây, tủ thờ ông địa này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Giá đặc biệt ưu đãi ngày hôm nay 79 triệu. Đó, thần tài nha. Rất là đẹp. 79 triệu em bao phí ship cho chú chị mình luôn là 1.000 cây số cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Một tủ thờ ông địa Cẩm Lai 79 triệu. Đó. Rồi, mình bước qua bên kia đi. Đây, rồi giờ em tới cái bộ trường kỷ nha chú chị mình ha. Đó, rồi. Kiên cái băng dài này ra phía ngoài này đi cho nó quay cho thấy rõ hơn nha. Đó. Giờ mình quên một cái băng dài quay coi cho thấy rõ hơn. Một bộ trường kỷ lục bình. Rất là đẹp, chân là chân lớn nha. Chân là chân trụ lớn của chú chị mình xem giùm em. Hai băng một bàn. Thì bây giờ em sẽ đo trước cái băng dài. Băng dài thì kích cỡ bằng nhau. Chiều dài là 1m9. Lọt lòng của nó luôn là 1m76. Đó. Từ cái dưới đất lên tới chỗ ngồi là 50. Từ cái vách lưng dưới đất lên tới vách lưng tựa là 9 tấc 2. Đó. Chiều sâu vô chỗ ngồi lọt lòng là 4 tấc 7. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Trụ này thì 7 phân đúng. Đó, 8 phân gọt lại còn 7 phân. Đó, còn song tiện này thì lục bình này thì vẫn chạy bình thường nha. Không có mắc kẹt cây nào hết. Chạm chỗ là thủ công tay rất là đẹp. Cô chú chị thấy giùm em ha. Đó. Rất là đẹp. Khi mình vệ sinh chùi rửa nó cũng rất là dễ nữa nha. Đó, gõ này gõ đỏ miền Tây. Cô chú chị thấy cái dân cây thì nó rất là đẹp. Đó, em mua bán có sao nó vậy. Răng cây đẹp thì nó đẹp, xấu thì mình nói xấu nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng. Đó, từ bên đây sang bên kia. Đó, nhìn rất là liền lạc. Đó, bộ trường kỷ này nhìn rất là liền. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, không có bị lỗi lầm hay là nứt cây hay là bị chấp giá cây hay là mọt ăn chỗ nào hay là mối ăn chỗ nào hết nha. Hay là bù xè ăn cũng không có luôn. Cô chú chị mình xem giùm em nè, nhìn thì nó rất là nhu mì, rất là đẹp, đã qua sử dụng được vài chục năm rồi. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em. Đó. Diềm thì rất là nhìn rất là chắc chắn nha. Được diềm này thì lọng khung diềm này tầm khoảng có 2 phân. Đó. Mặt thì liền lạc lành lặn luôn. Đó, mặt đế này thì khoảng có tầm 2 phân thôi. Đó, chứ thường thường là nếu mà non cây thì nó sẽ bị nứt. Nhưng mà cái này là hai phân này là già cây, bởi vì luôn luôn lúc nào cây nó cũng phải cứng cáp hơn nhau cũng như mình ha. Trưng trụ thì rất là ok. Đó, rồi mình nghiêng qua một bên cho cô chú mình thấy được cái dạ dưới của cái đế nha. Đây. Cái đế ghế này cô chú mình xem giùm em dạ dưới nha. Đó, cây thì luôn luôn nào cũng thô sơ hết, chúng em chưa có sử dụng cơm lắc hay là bạc ni gì nhiều hết nha. Đó. Cái vàng diềm này thì cẩn như ý, rất là đẹp, chạm như ý nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó. Đây, rồi bây giờ mình ghi cái bộ trường kỷ. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng. Đó, chạm trước, chạm sau thì chạm hai mặt thì rất là đẹp. Đó, chạm trước, chạm sau luôn. Đó. Nói chung là khá là liền. Diềm sau của chú chị thấy không? Rất là dày dặn. Đó, cũng vẫn là xoài mộng luôn. Đó, nhưng mà chúng em đã cho mộng nó khít nhau rồi.
không có để cho sụt xịt nha. Đó, dìm thì cô chú nhìn thấy không? Dìm gõ đỏ là cô chú nhìn thì rất là nổi, rất là đẹp. Dân thì nói chung là đa số là ngày xưa là 10 nhà hết 8 nhà là nếu mà ta có điều kiện thì ta xài gõ đỏ là nhiều. Ít có khi nào ta xài cẩm chắc hết trơn á. Đó. Đây. Rồi bây giờ mình ghim cái băng nó vô thì bây giờ mình sẽ ghim tới cái bàn. Bộ này thì nó gồm có là hai băng, một bàn. Đó, bàn này thì nó cũng là hai thớt. Chạm này là chạm bốn mặt nha, băng bàn này chạm bốn mặt. Bàn này chiều dài là 1m47. Chiều dài. Bề ngang là 5 tấc 7. Chiều cao 77. Đó là cái bàn nhau cho mình ha. Nói chung là số 7 rất là đẹp. Đó, số phát nha của mình. Dân cây thì không có chê được rồi. Đó, tuy rằng nó chỉ có 2 phân thôi. Nó lộng ghép khung 2 phân. Nhưng mà cây rất là già, bởi vì nó giữ được cái độ dẻo và cái độ dai của cây. Cho nếu mà cây non thì nó sẽ bị nứt, theo thời gian nó sẽ bị nứt nha của mình ha. Đó, còn cây thì rất là già. Cái này là chúng em chưa đánh bóng gỗ lại nha. Nếu mà mình xài cái chai đánh bóng gỗ mà ở ngoài tiệm nó bán thì nó có vài chục ngàn thôi. Nhưng mà đánh bóng lại một cái thì nó rất là đẹp. Đó, đánh lại một cái thì nó bóng tự nhiên của nước gỗ nha. Đó, như mình thấy dân cây thì không có chê. Đó, xung quanh đều cẩn như ý hết. Đó, thớt dưới, nó gồm có hai thớt, thớt trên, thớt dưới. Đó, cô chú chị xem giùm em. Đó, từ trái sang phải. Em quay không gõ chi tiết thì cô chú chị cứ liên hệ Zalo. Đó, cho em nha, để biết thêm chi tiết. Đó, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình dỡ lên cái bàn dưới lên cho cô chú chị mình xem thử nha. Đó, dạ dưới của cái bàn thì còn cũng khá là sạch sẽ, khá là đẹp. Nó không có một miếng bù xè hoặc là mối mọt nào mà ăn hết. Đó, dìm thì liền lạc, lành lặn hết. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đây, rồi mình ghim cái bộ này để đi một vòng qua thấy cái mặt trước, mặt sau cẩn. Chạm là bốn mặt nha, cũng như mình ha. Chạm bốn mặt rất là đẹp. Nó nguyên zin 100%. Bộ này thì mã số 13B. Em giao lưu cô chú anh chị mình. Có giá là 29 triệu. 29 triệu đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay. 29 triệu. Bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 29 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình. Đó, khắp mọi miền đất nước. Giờ cô chú anh chị mình sẽ xem tổng thể một bộ trường kỷ lục bình. Đó, gồm có 2 đôn, 2 băng một bàn. Đó, trường kỷ lục bình. 29 triệu bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.